Việt Quốc. Ở đây là người ta cũng bỏ mấy cái bắt kịch cho mình. Đó, ai nào muốn vô lại nào vô đây đủ cần mát. Bỏ mấy cái bắt kịch cho mình nè. Mỗi cây mỗi thử chắc là tới nhà nó. Mỗi cây mỗi thử nha. Ăn thử. Ngọt quá. Đây nè, nguyên một nồi luôn. Tha hồ. Thử chưa? Chắc cái nào nó cũng ngọt, khỏi thử đi. Nè, nguyên một nồi bự không? Lắm. Mê quá. Tại nó chín rồi đó. Tha hồ mà hái. Một chùm chăng chằng chịt luôn. Cái này cũng vô cửa không có tính tiền, nhưng mà ra thì cân ký. Mình ăn thoải mái. Ăn bao bụng luôn. Thoải mái. Ăn xong rồi đi ra khỏi mua cũng không sao. Mình lựa trái nào mà tính đậm với lại bự mình mới hái ra. Gốc nè, cái gốc của cái cây nè. Một luống mà hái từ nãy giờ chưa xong. Nó có một cậu 1000 luống á mà. Mười mấy thao, 2 đồng thao.